Xin chào tất cả các anh chị. Bây giờ Lu xin phép đưa tất cả các anh chị đến với một vùng đất. Vùng đất này đang hiện thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư. Ở đây là khu vực nào? Bây giờ mời tất cả các anh chị hãy cùng theo chân Lu nhé. Chúng ta sẽ lấy mốc và xuất phát điểm là siêu thị Cấp Mắt. Siêu thị Cấp Mắt của thành phố Nha Trang nằm trên đường Tố Hữu. Và chúng ta sẽ đi thẳng về hướng Tây của thành phố. Đây là đường Tố Hữu ạ. Qua những cái khu vực này như là VCN, rồi khu đô thị Hà Quang, chạy lên trên này là đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Mỹ Gia. Đây là khu đô thị Mỹ Gia. Khu vực này là khu đô thị Phúc Khánh. Cầu Sông Con này thuộc tỉnh Hiệp, tỉnh Trung của thành phố Nha Trang. Lên tới đây. Đường Huỳnh Thúc Kháng và chúng ta sẽ đi vào vị trí của lô đất thuộc Diên An. Đây là xã sẽ sáp nhập về thành phố Nha Trang trong cái lộ trình phát triển của thành phố. Để phát triển lên thành phố trực thuộc trung ương năm 2025 thì Diên An và Diên Toàn sẽ sáp nhập về thành phố Nha Trang. Vì thế nên là khu vực này hiện tại đang rất là thu hút các nhà đầu tư. Bây giờ xin mời tất cả các anh chị, các quý nhà đầu tư hãy cùng tìm hiểu. Xin mời tất cả các anh chị.